Cũng như là nhiều người đã đón trước được thì ngày hôm nay ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ cũng đã ra quyết định là sẽ giữ lãi suất yên một chỗ nghĩa là không thay đổi. Các bạn thấy là lãi suất bây giờ vẫn giữ cái mức là từ 2 đến 2,25%. Và khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán thì các chỉ số hôm nay các bạn thấy là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq đã kết thúc coi như là không có thay đổi. Thì mình nghĩ là điều này cũng là điều mà nhiều người cũng đã đón trước được. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái thị trường ở châu Á, các bạn thấy là các chỉ số như là chỉ số Nikkei ngày hôm nay xuống 1,83% là chỉ số của Nhật Bản, chỉ số Shanghai đã xuống 2,75% là chỉ số của Thượng Hải và chỉ số Hang Seng đã xuống 1,72% đây là chỉ số của Hồng Kông. Các chỉ số của châu Á tiếp tục đi xuống liên quan tới việc lo ngại về cái coronavirus. Và nói về coronavirus thì khi chúng ta nhìn vào các cái map update hiện tại thì các bạn thấy đây là cái map của John Hopkins. Thì hôm nay cái số lượng người bị nhiễm virus tiếp tục tăng lên. Bây giờ thống kê của cái map này là 7.783 người. Con số các bạn nhìn thấy ở góc bên tay trái. Trong đó có 170 case đã confirm là đã bị tử vong. 133 người được hồi phục. Và phần lớn các case hiện tại vẫn nằm ở trong Trung Quốc Các bạn thấy là lan tỏi cái thế giới thì cũng có nhưng mà thật sự là không nhiều Phần lớn chúng ta vẫn nhìn vào các khu vực xoay quanh Vũ Hán Sau đó chúng ta nhìn vào một cái bản đồ khác nữa được đưa ra từ Tencent Đây là bản đồ thân đã chia sẻ ngày hôm qua Thì để chúng ta dịch cho tiếng Việt để các bạn hiểu rõ hơn là bản đồ này hiện bây giờ có các chỉ số như thế nào Thì các bạn thấy là chỉ số là 7711 coi như là cũng thấp hơn là chỉ số được đưa ra bởi John Hopkins một chút nhưng mà gần như cũng bằng nhau. Nhưng mà trong cái tài liệu của trang web này thì có một cái chỉ số gọi là chỉ số trường hợp nghi ngờ đã tăng lên tới 12.167 vụ. Cái số lần chữa khỏi là 124 người và cái số người chết là 170 người. 170 người cũng tương đương như là cái số lượng người tử vong được đưa ra bởi cái bản đồ của John Hopkins. Nhưng mà nào mà có thú đối với hai bản đồ này thì ở phía dưới video thì sẽ để cái link để các bạn có thể theo dõi trở lại với lại thị trường tài chính thì một trong những điều mà tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay là liên quan tới việc là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ giữ yên lãi suất có ý nghĩa như thế nào, ảnh hưởng ra sao, khi nào thì mới có khủng quản tài chính. Tôi nghĩ đây là một đề tài mà có rất nhiều bạn có hứng thú và tôi cũng muốn nói về là cái quyết định lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ tại sao lại quan trọng. Tại vì hiện bây giờ hình cảm thấy là có rất nhiều những cái tài liệu không được chuẩn lắm về ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Và đây là một cái chủ đề mà cũng khá quan trọng khi mà các bạn đầu tư trong thị trường tài chính. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video ngày hôm nay hay thích những video tương tự thì các bạn có thể nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là khi mà chúng ta nói tới ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ điều chỉnh lãi suất là chúng ta nói tới lãi suất nào. Thực ra thì ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ chỉ điều chỉnh hai loại lãi suất. Loại lãi suất đầu tiên mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ điều chỉnh đó chính là Fed Funds Rate. Fed Funds Rate này là cái số lượng tiền mà các ngân hàng mượn lẫn nhau qua đêm và ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đứng chính giữa để mà xử lý cái nhu cầu mượn này để cho các ngân hàng có đủ số tiền cần thiết theo quy định trong ngân khố để tiếp tục có thể kinh doanh thì cái phần trăm lãi suất mà các ngân hàng mượn lẫn nhau thì cái số phần trăm lãi suất đó là cái số phần trăm lãi suất đầu tiên mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ điều khiển loại lãi suất thứ nhì mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ điều khiển đó chính là discount rate đây chính là cái lãi suất mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ cho ngân hàng mượn trực tiếp đây là hai loại lãi suất mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ điều chỉnh nhiều người thì nhầm lẫn nói là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ có thể điều khiển cái lãi suất bằng ngân hàng cho các bạn mượn hay còn gọi là prime rate. thật ra prime rate là cái phần trăm mà ngân hàng cho cái số lượng người mượn mà có tiêu chuẩn lý lịch tín dụng cao. cái số phần trăm đó là không được điều chỉnh bởi ngân hàng dự trữ liên bang của hoa kỳ nhưng mà cái sức ảnh hưởng là rất lớn. tại vì đương nhiên là nếu như mà ngân hàng có thể mượn được giá rẻ từ ngân hàng dự trữ liên bang thì khi mà cho người dân mượn sẽ cho người dân mượn với cái giá rẻ hơn. thì khi mà chúng ta nói tới là lãi suất ngân hàng dự trữ liên bang thấp thì sức ảnh hưởng như thế nào? Như là ngày hôm nay khi mà chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang nói là tiếp tục giữ lãi suất thấp. Bây giờ các bạn thấy là lãi suất chỉ có 2 tới 2,25. Và đây các bạn hiểu được là cái thời điểm hiện tại lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thấp tới cỡ nào? Thì chúng ta nhìn vào lịch sử của 62 năm qua thì lãi suất các bạn thấy là nhiều khi những năm 1980 lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang có thể lên tới 20%, 22% so với cái phần trăm hiện tại các bạn thấy là một trời một vực và lãi suất thấp thì ảnh hưởng tới người dân như thế nào thì nếu như bạn là một người ở Hoa Kỳ mà trong cái thời điểm lãi suất thấp này thì các bạn có được một số lợi thế thì những cái lợi thế là như thế nào thì giả sử như là bạn là một người mà đang nợ những cái thẻ tín dụng thì các bạn thấy là thẻ tín dụng thì lãi suất sẽ thay đổi theo thị trường chứ không phải là một lãi suất phần trăm ấn định thì nếu như mà lãi suất của thị trường thấp xuống thì đương nhiên lãi suất mà các bạn phải trả cho thẻ tín dụng cũng sẽ xuống theo. Để các bạn thấy được cái sự ảnh hưởng này như thế nào thì khi mà chúng ta nhìn vào hai cái đường này, cái đường màu xanh ở phía dưới đó chính là cái phần trăm lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang thì các bạn thấy là lãi suất của thẻ tín dụng cao hơn nhưng mà đi cùng một nhịp đối với lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang. Có nghĩa là khi mà lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang tăng lên thì lãi suất thẻ tín dụng cũng sẽ tăng theo và ngược lại. Và hiện bây giờ thì lãi suất thẻ tín dụng ở Hoa Kỳ trung bình là khoảng 17,35% một năm đã giảm đi so với cái mức hồi tháng 7 năm 2019 là 17,85%. Một điều nữa là nếu như các bạn là một người mà đang vay mượn để mà mua nhà thì các bạn thấy là lãi suất bất động sản cũng đã bị giảm xuống. Bây giờ nếu các bạn mượn 30 năm, lãi suất ấn định thì chỉ có 3,77% so với một năm trước đây là 4,9%. Và các bạn nhìn vào cái biểu đồ mà trên màn hình thì các bạn sẽ thấy được là cái đường màu xanh cũng là cái đường lãi suất ngân hàng giữ liên bang của Hoa Kỳ và cái đường màu vàng là lãi suất bất động sản. Các bạn thấy được là lãi suất bất động sản hay là mortgage thì có cái sự quan hệ rất mật thiết đối với lãi suất của ngân hàng giữ liên bang của Hoa Kỳ gần như là đi cùng một nhịp và gần như là chỉ cao hơn lãi suất ngân hàng chuyển liên bang của Hoa Kỳ một phần rất nhỏ. Và điều thứ ba nữa đó chính là lãi suất của những người mà vay mượn để mà mua xe. Thì các bạn thấy là lãi suất của những người mà vay mượn để mua xe thì cũng đi theo cùng một nhịp đối với lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Đương nhiên cái sự mà quan hệ, nhưng mà cái sự quan hệ các bạn thấy là không mật thiết bằng khi mà chúng ta so sánh với lại cái sự quan hệ phần trăm lãi suất cho vay bất động sản mà chúng ta mới vừa nhìn thấy. Nhưng mà dù sao đi nữa nhìn vào ba cái biểu đồ này thì các bạn thấy là rất rõ ràng là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Tuy là không có điều chỉnh lãi suất mà ngân hàng cho người dân mượn, nhưng mà lãi suất ngân hàng dự trữ liên bang thì có cái sự ảnh hưởng gián tiếp rất cao đối với lãi suất mà người dân có thể mượn được từ ngân hàng. Thì điều này nói là được gì? Điều này ngoại trừ là người dân đương nhiên là được một số lợi nếu như các bạn đang vay mượn tiền, nhưng mà lãi suất thấp thì có thể là khuyến khích người dân mượn thêm tiền. Lãi suất thấp có thể là khuyến khích các bạn mượn tiền mua nhà, mượn số lớn hơn tại vì lãi suất thấp hơn hay là mượn tiền mua xe hay là mượn tiền để mua mua sắm những điều này sẽ thúc đẩy thị trường tài chính nhưng mà điều khác tôi muốn nói với các bạn là có rất nhiều người cho là thị trường tài chính hiện tại là có nguy cơ sụp đổ rất lớn chúng ta sẽ thấy được một sự khủng hoảng tài chính tại vì tất cả những tài sản hiện tại từ bất động sản cho đến chứng khoán đều là một bong bóng điều mà tôi muốn nói với các bạn mà thường cũng đã chia sẻ trước đây là thuận không khuyến khích bất cứ ai đối đầu với ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Nếu các bạn hỏi thuận là chúng ta sẽ có khủng hoảng tài chính hay là không, thì câu trả lời là đương nhiên là có. Đây là một điều rất bình thường ở trong một cái chu kỳ kinh tế. Có lên thì phải có xuống. Nhưng mà nếu các bạn hỏi thuận là khi nào, thì câu trả lời là thuận không biết. Tại vì các bạn thấy được là miễn là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ không có ý định buông tay muốn tiếp tục giữ lãi suất thấp, thậm chí là còn thấp hơn cái thời điểm bây giờ, thì vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, tiếp tục đẩy tiền vào thị trường, mua lại trái phiếu, đẩy cổ phiếu giá lên cao, đẩy giá nhà lên cao. Nhưng mà nhiều người đã nói là bây giờ ngân hàng dự chữ liên bang của Hoa Kỳ lãi suất đã quá thấp thì còn xuống được bao nhiêu nữa? Thì cái điều này rất khó nói tại vì các bạn thấy là gần đây ở cái diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos thì tổng thống Donald Trump đã nói là ông ta rất là có hứng thú đối với lãi suất âm. Các bạn thấy là không những là lãi suất có thể là tiếp tục xuống thấp thậm chí là có thể xuống tới lãi suất âm. Đây là một điều mà tôi nghĩ là chúng ta phải cần một video riêng để nói tới lãi suất âm là như thế nào. Tại vì thực sự rất là khó tưởng tượng, thay vì là các bạn phải trả tiền lãi ngân hàng khi các bạn mượn, lãi suất âm có nghĩa là ngân hàng phải trả tiền cho các bạn để các bạn mượn tiền. Đây là một điều mà rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video khác. Tuy là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ nói là hiện bây giờ là không có ý định là đi về cái xu hướng lãi suất âm nhưng mà thật sự là không ai biết được tương lai như thế nào có rất nhiều người rất là thông minh có nhiều kinh nghiệm đầu tư đã từng lên tiếng nói là cái thị trường tài chính của Hoa Kỳ đã sắp sụp đổ mà đã nói cách đây nhiều năm và đã dùng tiền của mình để mà sốt thị trường và các bạn cũng có thể biết được là những người đó đã thất bại rất nhiều lỗi rất nhiều tiền tại vì cho dù là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã chứng kiến được một cái thời kỳ phát triển chưa từng có trong lịch sử Phát triển từ năm 2009 cho tới bây giờ, có nghĩa là đã phát triển liên tục 11 năm là một thời kỳ hưng thịnh nhất trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và cách đây 5 6 năm thì đã có nhiều dấu hiệu là chúng ta đang tiến tới một cái khủng hoảng tài chính, nhưng mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa xảy ra và khi nào mới xảy ra thì không ai biết được và một trong những yếu tố quan trọng nhất đó chính là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ có chính sách kinh tế như thế nào. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu như các bạn là một trader, các bạn thích chơi margin thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX. Phía dưới video này sẽ có link để các bạn tham gia và phía trên màn hình cũng có link. Đó chính là các video thuộc làm về sàn NAPX. Chơi margin có độ nguy hiểm cao và chỉ dành cho những bạn nào mà biết trade, không dành cho những bạn mới. Và nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được giảm 10% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Sàn sẽ trả lại 10% phí giao dịch vào chương mục của các bạn khi mà các bạn giao dịch. Và ngoại trừ xem các video của Thuận Capital các bạn có thể tìm thấy các bài viết được biên soạn của đội của Thuận Capital ở trên thuậncapital.com và các bạn cũng có thể tìm thấy các video tương tự ở trên library. Đây là một nền tảng phi tập trung, các bạn cũng nên tham gia đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.